quay trở lại với chương trình Bản lĩnh ngôi sao và vòng thi đầu tiên của chúng ta với tên gọi Trí nhớ siêu phàm. Ở phần thi này chúng ta sẽ cử ra 3 thành viên, người 1, người 2, người 3. Người 1 sẽ làm nhiệm vụ là đeo cái bao tay của boxing này và sau đó làm nhiệm vụ là chúng ta sẽ đấm vỡ 3 trái bong bóng. Vâng. Sau khi mà chúng ta đánh vỡ 3 trái bong bóng, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn lên màn hình trong thời gian 10 giây để ghi nhớ tên của những món ăn ở trên cái màn hình đó. Và chúng ta có 10 giây, sau đó chúng ta sẽ nói lại cái tên đó cho cái người thứ hai lúc này đang đeo tai nghe. Người thứ hai lúc đó đang tập tạ, đang cầm cái cục tạ lên xuống. Và các bạn sẽ diễn tả cho người thứ hai để nắm bắt được số từ mà bạn ấy nhớ được. Người thứ hai sẽ nhớ số từ mình có và diễn tả cho người thứ ba. Người thứ ba lúc này sẽ phải cố gắng nói lại hết những cái kết quả đó. Cứ đúng một cái được 10 điểm. Các bạn rõ chưa? Wow. Vâng. Khi mà chúng ta ra bóp cái bong bóng này thì đội bạn sẽ làm nhiệm vụ đó là cầm cái trái bong bóng này làm khó để cho họ không bóp được nha. Yeah. Nếu mà họ không bóp được thì như vậy là họ không có thời gian để họ xem. Họ không có thời gian để họ xem cái số từ đó. Thì như vậy đội em thắng. Dễ thôi mà, đúng không ạ? Yeah. Họ lớn tuổi rồi, tụi em trẻ. Và bây giờ xin mời hai đội bước ra vảnh tù xì. Mở lên mà. Có nghĩa là bên này sẽ chơi trước. Đúng rồi. Đúng rồi. Cả mình chơi ra trước sau gì cũng chơi. Thưa quý vị, người thứ ba sẽ làm nhiệm vụ đó là ăn liên tục trong suốt thời gian chờ đợi thông tin. 3, 2, 1, bắt đầu. Đè xuống luôn trường. Hay quá, một trái vô. Bóp liền anh ơi, bóp. Ôi, bóp lại đâu rồi. Chạy đi Tuấn. Không phải mình cho người ta, con đừng sống được không? Tất quá, anh không có gì đâu. Trời ơi, anh giật cho em, anh giật cho em. Rồi xong, về chỗ. Và bây giờ 10 giây dành cho bạn ghi nhớ những hình ảnh trên màn hình. Nhìn thẳng xuống. 10 giây, bắt đầu. Hãy ghi nhớ thật nhanh nha. Xem đây là những món gì. Rồi, hết. Xin mời bạn diễn tả, đây là những món ăn gì mời bạn? Bánh quế. Bánh quế. À, ốc quế. Ốc quế. Bún riêu. Bún riêu cua. Trái dừa. Hủ tiếu. Bún riêu cua. Hủ tiếu cua. Anh người mắc mà mọi người. Nhân bánh lên. Trứng. Cháo. Cháo lòng, cháo lòng. Nhớ. Trời ơi, gần lại hoài. Anh nhớ được ba từ đó rồi à? Nhớ được ba món đó rồi à? Bún riêu cua. Trái dừa, trái cam. Ốc quế. Ốc quế. Bánh ốc quế. Bánh ốc quế. Rồi mới nãy bạn của em là kể được 3 món nè. Yeah. Bánh ốc quế. Đúng. Tiếp. Bún riêu cua. Đúng. Rồi. Bánh trứng. Dạ. Yeah. Bún bò. Bốn. Luôn. Phở. Đúng. 6. Hủ tiếu. Bánh canh. Nghĩ sao đủ 9 cái thôi. Nhưng mà sai 4 cái có bị trừ điểm sai không? Sai 4 cái là bị trừ điểm. Cởi đâu thôi. Ok. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình để xem đáp án chính xác của các bạn. Đó chính là bánh ốc quế, đúng. Bánh trứng, đúng. Bánh tiêu. Bánh trứng là bánh đó gọi là bánh kẹp cũng được. Bánh kẹp. Hoặc là bánh trứng cũng được. Ủa vậy hả? Vâng. Còn bánh tiêu ba, đó quên mất. Bún riêu cua, đúng. Món thứ tư của chúng ta đó là bánh tầm mì. Món thứ năm là bún chả. Thứ sáu là bánh tiêu. Thứ bảy là bánh crepe. Thứ tám là phở cuốn. Thứ chín là bánh bía. Không có hủ tiếu, bánh canh hay không có luôn cả phở nha. Và chúng ta chỉ có 1, 2,
3. Và như vậy các bạn có được 30 điểm. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng đến với cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai người phụ nữ. Ai sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc đuổi bóng, bể bóng? 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đúng. Lên, nhanh lên, nhanh lên. Quay lên. 10 giây, 10 giây, bắt đầu. Anh, ê, chuối nướng. Bánh chuối nướng. Bánh chuối nướng. Bánh tốt. Bánh chuối. Chuối, chuối, chuối. Cái chuối. Mà trái chuối. Đúng rồi. Chuối, trái chuối. Chỉ hấp, 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 hấp. Hầm đá. Xuống hầm. Xuống hầm. Xuống hầm. Xuống hầm. Quên chuyện tả. Trời ơi, trời ơi, ơi. Trái chuối. Trái chuối. Trái chuối. Vô. Trái chuối. Trái chuối. Chuối chiên. Chuối. Chuối chiên. Chuối chân. Chuối. Đúng rồi. Chuối. Chuối. Chuối chiên. Chiên. Chuối chiên. Chuối chiên. Chuối chiên. Chuối chiên. Ok. Yeah. Hấp. Tiến tiến lên. Hấp. Hầm. 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 Rồi, mời em kể lại tên những món bánh vừa rồi. Có 9 món bánh, vô. Dạ, trái chuối. Trái chuối. Tiếp. Dạ, chuối chiên. Chuối chiên. Mỏ hầm. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Cái món. Tiếp. Cái món đó. Mỏ hầm. Chuối chiên, chuối hấp. Vâng. Chuối, chuối chân. Chuối chân. Ba là chuối. Đúng, đúng, đúng. Còn gì nữa không? Mỏ vịt xào. Mỏ vịt xào. Tiếp, tiếp. Dạ. Mỏ hầm, mỏ vịt xào. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem đáp án trên màn hình. Xin mời. Thưa quý vị, món đầu tiên bánh bò thốt nốt, món thứ hai bánh tằm khoai bì, món thứ ba bánh chuối hấp, đúng. Món thứ tư bánh chuối chiên, đúng. Thứ năm bánh cá, thứ sáu kem chuối, thứ bảy kem ống, thứ tám hộp vịt lộn dễ vậy sao không nói, thứ chín gỏi cuốn. Và thưa quý vị, như vậy là có hai đáp án chính xác, các bạn được cộng 20 điểm. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, đội tre già 30 điểm và đội măng non 20 điểm. Rõ ràng, yeah, tre già của chúng ta quá nhiều kỹ thuật, quá nhiều thủ đoạn. Và như vậy, hãy cùng chờ đợi xem liệu măng non có bứt phá ở vòng thứ hai hay không. Hãy cùng đến với vòng 2 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao.